của bản thân và tôi thương chính phúc thanh niên của thanh cao. Hai đô nghe lệnh trọng tài chống xe đạp. Đồng liên ấy là tập thể đồng liên sẽ cho
Đồ cổ xanh đi, đồ cổ đỏ quần rồi. Chúng tôi bây giờ thông báo lại ở giải thanh niên là Nguyễn Cổ Hòa. Thank you.
À, còn đây này, này cho là có hứa là cho coi là thưởng cho đô thắng trận này là 500 ngàn. Vâng, xin cảm ơn anh Chiến ạ.